Ta chào tình lại, bom hai pin nòng mời bom hai pin nòng bom cắn phim chương trình truyền hình khám tay còn đài truyền hình Việt Nam. Bom hai pin nòng hát rừng, côn bưng bị cày ma, về bao nghế ta về dệt hở lao động bản ná, rú lại địa phương, có mít lông phiến thái. Cài nằn cỏ choi giờ, nhau súng lông hủ khòng bom me, chu trở quân rú bản ná, thành niên vùng bản ná, mà lông hủ hôm hèn bao nghế ta về dệt, côn về mà pe bản ná, nhất lo bưng phùng cắt khó, phùng bom me chu trở nòi quân. Mời bom hai pin hòng bom cằn lim phóng sư lặng. Cách ni pỉ nưng, cáp ới xuyên là chờ quân mường dấu xá Tân Phú. Máy máy sổ sở ní là tàng chương nhăng báu quen khới. Hà ba khai nỉ, ăn hỉ là tàng chương quen khới hàng mử. Máu suốt to choi dở ở nóng hù hót nghe dệt mới. Khai nỉ bông kiến thấy rú còn cho hơn ời còn biết lại hù biến mở. Tôi chưa đi may, chưa đưa qua trung tâm đào tạo, chưa có nghề gì. Còn ý khỏi có năng báo bày máy, nhưng báo bày bó sòn, ép lông hủ đờ, dê sơn. Hay là sơn làn hít thù bó tết tên, bùng kiến thấy rú cắt khó. Khai nỉ hù hót nghe dệt nỉ. Khỏi co dọn ơn cơ sở đa hành cho giờ mà khỏi mi vê dẹp tên để, có thu nhập để trang trải cuộc sống. Cũng như chị Xuyến, có bé sưng ở Xuyến cho hơn ai giáp rú xá thạch kiệt cơn ní là cho hơn cắt ha ba lằng chơi đầy ép nghe cờ khi múng đầy cho giờ tay hất ngân hàng chính sách ai có khay hơn hang cờ khí riêng tà ba vê dệt cả gài nổi lệch ha ba có bốc phúc to choi giờ bổng kiến thức xuống còn cho hơn ai gión cắt khó ta khủ ngay đi tâm tán hiệp thủ cơ khí này ở nông thôn này thì tôi cảm thấy là áp dụng vào là nó hợp lý cũng tăng thêm thu nhập cho gia đình thứ nhất thứ hai nữa ngành nghề cơ khí giúp bản há hiền chấp khó các băng quân nó cảm thú nỉ. Bòm cắp huyền Tân Sơn, Ha Pa, ở hoán xú xóm phát giòn xá trải đồng, còn lơ tròn nghe ngân lang gõng po hai men na là tảnh lính. Các bưng lông hủ đầy ép cài lớp tấp tư kỹ thuật tảnh lính. Khánh nhì viên hẳn khẩn cho hơn có mực hương mà pe ngay tỷ, tinh an hơn. Sau 3 tháng học ở lớp chăn nuôi thì em mà được học lăng xàm bơn ép lớp tảnh lính. Khỏi co hủ đầy lông trang cùng tảnh lính sủ khảo cùng cho hơn hủ lông cằm phong bệnh hắng mù cho giờ kinh tế cho hơn tết tên hơn hủ đầy khủ đi cánh nghe hen khỏng vê bó giòn ghê ta về dệt cùng lai pi chăm nỉ chu cơ quan quản lý hết nước rú lại địa phương có khăn tánh cánh bồng chờ lai hơn ấy mắc hủ nỉ tránh thí rú huyền Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Để lúc khẽ hà cánh ta khủng ngay đi khỏi địa phương, chú doanh nghiệp rú cổng phùng có khả năng bó giòn, nho súng lông hủ, bó giòn nghe rú doanh nghiệp hoặc lao động cổng phùng. Khỏi khóng mát ní dết đầy bì nưng, mát ní đầy tổ trưởng cánh băng quân bài cơn ta hủ đi, ép vế, lăng nằn khỏi co hủ, dân về rút đi có chậm hơn tận tình hơn công ty tôi thì cũng kết hợp với lại trường nghề công ty một khỏi có bòm cắp chân bó giòn nghe hở học viên đào tạo từ trường nghề ra vào làm việc chờ đẩy ép cùng với lại có hở dân về giúp công ty tham gia có những cái kế hoạch ta khủ ngay đi hở bưng học viên chờ ó chướng đẩy dân về để vào làm việc ở đây đạt cái năng suất lao động. Từng là huyện cắt khó, thuộc bón đầy trói giờ tết chương trình giảm xếp à khoảng chính phủ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình có số hủ đi khoảng địa phương, phải tổ chức bó nghế cánh ta về dệt cực đầy lang đi. Đối các lớp bó nghế sàn bài tó khoảng trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, khoảng huyện tổ chức có khách hà đáy lại cun lò cho hơn cắt, bị bổng kín đầy rú mà dùng. Các phép thủ sử trương khoảng dết ó khoảng quân dần, dân hàn bó sút to ta về dệt, nhằng hiệp thủ tết tinh tết giảm hót hà trước hẳn. Mở nóng, ép múng, công ty có trí, áo trương hàng ma tàu hơn, phải hờ mở nóng dệt. Chờ dệt ó công ty có ma thủ áo. Có cái việc làm sau khi đào tạo nghề thì
mi về dệt làng chơ bao nghế ăn đi lò lang đi cất đầy cùng về bao nghế hà lao động bản ná cho giờ bóp me rú bản ná cánh cùng huyền kìm bồi vì tấm về dệt hở bó hay men na ép nghế dệt nghề bi lông hiệp thủ hôm phân nho súng lông hiệp thủ hải chua hơn vang dế cắt gõ ớt giá bó sòn cho hụ chảnh đầy vết dệt cánh hiệp thủ lằng chơ ép nghế dần hẳn rút lại địa phương nhất lo cho địa phương nhưng cắt khó bó nghế đòi mử bỏng gắp khủ đi không địa phương các quy hoạch mà pe dệt dần mà pe kinh tế xã hội có đầy bùng chờ qua các năm thì chúng tôi cũng đã phối hợp cài chu pì mở khỏi các bỏng gắp bưng đoàn thể năm dệt dự án tôi chương trình hỏi nâng giảm xếp hạ chương trình giảm xếp à nhất lo về bó sòn nghề cùng gian năm dệt mở khỏi co tờ bát lim le số cuốn dệt sờn rú cùng phùng lò hàng pì bi lăng áo dệt sờn on chỉ lơ tròn nghe hỏi chóc khỏ sơn hàn mở khỏi co trên báo bom me cuốn dần sơn hàn hỏi bom me ký chào bom các trung tâm bom nghề bưng cơ sở bó vậy hở mở khỏi thầy bưng lớp bong hế rú bản á nhờ mi bưng mô hình bong hế bòm cắp mà pe kinh tế cho hơn cánh bưng mô hình bong hế toa lông sự chân vòng doanh nghiệp cùng hành doanh nghiệp xung dệt cùng san bó giòn cánh ta phê dệt đôi cắp cuốn ép lăng chơ bong hế mùng còn đang tác hủ đi hở cuốn lao động nhất hót lao động cắt khó mi bồng kinh tế xuống cắt khó đôi cắp huyết tần sơn tỉnh phú thọ về dệt nì có tớ bắt phiên thái lông dệt về giai đoạn 2016-2020 vừa qua tỉnh Phú Thọ gian tỳ dòng pan bảy xích hố phát bì dòng pan bành sao tròn cài tỉnh Phú Thọ cùng về bó sòn có cơ đáy lại lang tỳ số quân dệt sơn cài bó nghế có cơ đáy chết xích phân hỏi cùng hẳn quân lao động mi bằng cấp chứng chỉ to sao bé phân hỏi tỉnh Phú Thọ có bùng trời hot về bó sòn ta về dệt hở bưng huyền cắt khó nhân lo huyền cắt khó tần sơn lao động trên địa bàn với là 3.100 bưng quân dây sơn rú cuồng phùng lò xàm băn hỏi nâng chai xíp cầu cún nho số lao động cài ve dệt mi nghề té giao xí phân hỏi khẩn cài hà xếp ết phân hỏi gian bảy nà huyền tần sơn có chí năm dệt cùng về bò nghế cánh ta về dệt hở làng đồng bản ná nhất lo số phùng nhang mi lại cắt khó phùng bóp nghe chu trần hỏi quân nào về khăn đánh bó giòn nho súng lông hủ xe sờn hở cút lao động ta về dệt rú doanh nghiệp bòm cắp lúc cầm quyết không chu cấp chính quyết về khái hà vân quân hỏa học nghề nhân cán bộ kỹ thuật kỹ sử quân lao động hủ trang dệt nghề bòm nghe xe sờn cả khải giỏi xung khẩu dệt sờn bản ná cần đầy bùng trở quyết liệt là cấp ủy vào cuộc. Thứ nhất nó cần minh lông bùng trời nét là không cấp ủy tứ sòn là tên cá hòng chính trí đoàn thể tập hôn trên báo chảnh thí hót quân dân bưng đơn vị có bỏng căn bó sòn tập hôn mời bưng à say minh lông hủ vài bao nghế rú công phùng mở khỏi con liêm le cưa đẩy lắc đi hà quân dần đầy ép kinh phí của đào tạo nguồn nhân lực cấp trên đã đầu tư nó bưng lang đi cất đầy nắn cùng bong ghế cánh ta về dệt hở làm động rú chu huyền xá cắt khó khai nì hao quả nhân quả lại ra cha gian ép khòng bưng lớp ép nghế nhang hỏi mử sân hẳn quân đầy ép nghế ngắm đầy cánh lúc trang nhang bóng túc nọ chú tàng chân khòng bưng cơ sở bao nghế nhang bóng chóc khỏ sân hẳn về bao nghế nhang bỏ này cắt khó nên việc giáo dục dạy nghề còn gặp không ít khó khăn. Chúng tôi ở đây thì truyền nghề cho bà con thì cũng vất vả bởi vì ở đây mời khỏi rút nhỉ bao ghế hở bao me cỏ bỏ lại ra cha bơ rút nhỉ nhưng báu đầy hú hót nghề sàn mày to ní nhưng bỏ lại ra cha mời khỏi co bòm on chỉ bao me tơn hỏi dương đàn bao me trắng hủ dệt ngay nắm bắt thì bà con mới dễ làm
đối với đơn vị là còn khó khăn về cái cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho vấn đề. Đối các đơn vị nhăng cắt khó mà chu tàng trương khòng, trung hòn, bó sòm, sơn may móc khai nỉ có cao ké. Trong cái thời gian tới, cùng gian tài nả, mời khỏi co chi sức tàm, sử sắm chu tàng trương khòng bó ghế đi hơn. Cánh bòng các bưng doanh nghiệp tuyển dụng quân lao động vay hở mi quân ép cùng gian vào làm ở các cái bên thứ sàm đại khẩu dép về giúp bưng doanh nghiệp. Từ những kết quả bước đầu té bưng lang đi cứ đẩy cánh bưng phủ xa cha cùng với bao nghế tạp về dệt hạt lao động xú chu huyện xá cắt khó phùng nhắc mi lại cắt khó phùng bóp nghe chu trở nổi quân còn đang tắt ó bưng năng về cần sẵn hào chu cơ quan pitet pan. Đào tạo nghề thường phải gắn với sản xuất, gắn với việc làm, thì thường những vùng nghèo thì các doanh nghiệp bao nghế bỏng cắp về dệt sẵn ta về dệt bưng phùng cắt khó lưng mi nổi doanh nghiệp khu ta về dệt hở bưng phùng cắt khó đắc hắng tăng cày cắt khó mở khỏi co năm dệt bưng nông bùn cùng về bo nghế cần so đầy về dệt cánh lông hít thù rú nỉ sơn đờ cánh lông cắt khó nhất khe nỉ rú phùng hít lờ khu răng cùng gian bền nà mở khỏi coi chỉ bo nghế đi hơn mớ hở bưng địa phương chọc khó cấp từng phùng sau nhiều năm triển khai thực hiện lằng lại bí năm dệt bị thấy hình về khảy bưng lớp bo nghế ta về dệt hơn lao động bản ná có phân dệt biến thái ngành nghề biến thái hòn kinh tế ta về dệt nho dùng lông hiếp thù hào cút lao động năm dệt cứ đẩy nát đi về vang dề cắt khó ướt giá.